Hello, xin chào các em. Hôm nay sẽ là một video về giải toán một cách lập hệ phương trình, nhưng mà là cái dạng dễ nhất, dễ nếu mà chúng ta biết làm. Ok, đó là dạng làm chung, làm riêng. Ok, thì dạng này anh thấy là nó khá là dễ đấy, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu sâu về nó thì đọc đề sau chúng ta sẽ chẳng biết làm gì cả. Nhất là những cái bài liên quan đến bể nước này, đổ nước vào bể này, hay là những bài mà công việc, năng suất công việc. Ok. Rồi, và bây giờ trước khi qua bài tập thì anh muốn thông não cho các em về cái dạng này đã. Thì cái dạng này nó là như nào? Nó là đơn giản như là chúng ta sẽ, em tưởng tượng như là thầy cô giao cho em bài tập về nhà. Đấy là thầy cô thôi, chứ học với anh thì anh chỉ giao bánh cho em ăn thôi. Ok, tưởng tượng nhé. Tưởng tượng anh giao cho em thùng bánh. Và cái thùng bánh đấy, em không biết là trong cái thùng có bao nhiêu cái bánh cả. Em hiểu không? Một thùng bánh, và em không biết là trong thùng có bao nhiêu cái bánh. Tưởng tượng nhé. Rồi, và anh ép em phải ăn cái thùng bánh này trong 5 ngày. Ok, tôi bắt em phải ăn trong 5 ngày phải xong. Thay vì cô giáo trên lớp đúng không, bắt chúng ta phải làm bài tập trong 1 tuần là phải xong. Nhưng mà anh bắt em ăn bánh trong 5 ngày, thấy bóc lột sức lao động không? Ok. Rồi, ăn bánh trong 5 ngày thì xong. Thì công việc của em là gì? Ở đây chúng ta sẽ có công việc của em là gì? Công việc của em là bánh, đúng không? Ăn bánh. Rồi, thời gian của em là gì? Thời gian của em là 5 ngày. Ok. Còn năng suất của em là gì? Năng suất, nhiều bạn thề luôn, học tiếng Anh thì biết năng suất là productivity đồ. Nhưng mà giờ giải thích nghĩa tiếng Việt từ năng suất thì lại không biết giải thích. Thế mới chán không cơ chứ. Năng suất nghĩa tiếng Việt là gì? Năng suất nghĩa tiếng Việt là cái công việc, số công việc em làm được trong một ngày. Nhớ nhá. Hoặc là trong một đơn vị thời gian. Ví dụ đơn vị ở đây là ngày, thì là số công việc em làm trong một ngày. Nếu ở đây anh bắt em chắc ăn trong 5 phút thì là số công việc em làm trong 1 phút. Ở đây công việc của em là gì? Công việc của em là ăn bánh, đúng không? Vậy thì năng suất ở đây mình sẽ tạm hiểu là số bánh em ăn được trong một ngày. Nhớ nhá. Số bánh ăn được trong một ngày là năng suất của em. Rồi, công việc là ăn bánh, đúng không? Thì ở đây mình không biết trong thùng này có bao nhiêu cái bánh, thì mình sẽ hiểu nó là gì? Hiểu nó là một. Một ở đây không phải là một thùng bánh, cũng không phải là một gói bánh, mà một ở đây là hoàn thiện 100%. Em hãy nhớ 100% là gì? 100% thực chất là 100 phần 100 thôi. Mà tử số bằng mẫu số thì phân số sẽ bằng 1. Ok. Ví dụ như 50% thì bằng cái gì nhỉ? 50% là một nửa đúng không? 50% là một nửa. Thì 50% thì sẽ bằng 50 phần 100. 50 phần 100 thì nó chính là 0,5. Đó, em hiểu như vậy đi. Ok. Công việc là 100% là 1 đấy. Thời gian là 5 ngày. Vậy thì theo em, năng suất hay nói cách khác là số bánh em ăn được trong một ngày là bao nhiêu? Số bánh em ăn được trong một ngày là bao nhiêu? Có phải là 1 chia 5 là 1 phần 5? Đúng không? 1 phần 5 là bao nhiêu phần trăm? Em có quy đổi ra được 1 phần 5 là bao nhiêu phần trăm không? 1 phần 5 là bao nhiêu phần trăm? Là 20%. Đúng không? 1 phần 5 tương với 20% ấy. Có nghĩa là một ngày thì em ăn được 20% cái thùng bánh. 2 ngày thì em sẽ ăn được bao nhiêu? 2 x 1/5 đúng không? 2 x 1/5. Đây là công ăn trong một ngày. Thì 2 ngày sẽ là nhân 2 lên thôi. Tương với cả 40%. À mà có biết đổi 1/5 ra thành phần trăm như nào không? Lại không biết. Non thế là trời. 1/5 sẽ bằng gì? Nhân 20 cả từ cả mẫu lên. Đó, nó sẽ thành là 20 phần 100 thì sẽ bằng 20%. Cái này học từ lớp 4 rồi đấy. Ok, cái này là học từ lớp 4 rồi này. Nhưng mà có thể bấm máy cũng được ấy. Ok. Rồi, thì 3 ngày em sẽ ăn được bao nhiêu cái? 3 ngày em sẽ ăn được bao nhiêu? Nhân 3 lên đúng không? Nhân 3 và 1/5 thì nó xấp xỉ là 60%. Rồi, 4 ngày sao? Thì nhân 4 lên, đúng không? Xấp xỉ là 80%.
Ok, 4 phần 5 chính là 80%. Hoặc là em chỉ cần lấy 4 x 20% ra 80%. Được chưa? 5 ngày sao? 5 ngày thế 5 x 1 phần 5. 5 x 1 phần 5 thì có phải bằng 1 không? 5 x 1 phần 5 chính bằng 1 thì nó chính là 100%. Và 5 ngày thì em đã ăn hoàn thành một thùng bánh. Có hiểu chưa? Có hiểu ra cái ý tưởng trong đầu chưa? Hãy tưởng tượng đến thùng bánh. Thời gian em phải ăn trong 5 ngày. Và số bánh em ăn được mỗi ngày, nó còn gọi là năng suất. Ok, và trước khi mà chúng ta vào bài tập ấy, thì anh muốn lưu ý rất là quan trọng nha, là cái dạng làm chung làm riêng này và cái dạng năng suất là hai dạng khác nhau. Tuy là nó đều có năng suất thời gian và công việc, nhưng mà hai dạng khác nhau chỗ nào? Ví dụ như là dạng làm chung làm riêng đấy, làm chung làm riêng bên này và năng suất bên này nhá. Rồi làm chung làm riêng, ví dụ anh có một cái đề như này: hai bạn An và Bình cùng may khẩu trang rồi thì mất 2 ngày mới hoàn thành công việc. Có nghĩa là mình sẽ không biết được chính xác là nó may bao nhiêu khẩu trang cả. Như nãy em không biết là trong cái thùng ấy có bao nhiêu bánh, thì nó sẽ là làm chung làm riêng. Nhớ nha, phân biệt nha, không là lộn là chết ấy. Làm chung làm riêng, làm riêng là gì? Là không biết làm bao nhiêu cái, không biết phải làm bao nhiêu cái, không biết làm nhiều tất cả. Rồi có nghĩa là mình sẽ không biết nó làm bao nhiêu, nên là mình sẽ ví dụ là hoàn thành công việc thì là 100%, nên là mình sẽ gọi hoàn thành tất cả công việc là 100%. Còn dạng thứ hai là dạng năng suất. Cái dạng này anh sẽ làm ở một video khác, nhớ nhá, dạng này sẽ là một video khác chứ không phải trong video này đâu. Dạng năng suất thì chúng ta sẽ biết rõ số lượng công việc. Ví dụ như là một bài như là một phân xưởng phải may 1.200 bộ áo trong thời gian quy định, rồi do cải tiến nên là được may thêm 10 bộ áo, nên là hoàn thành trước kế hoạch 4 ngày đấy. Có nghĩa là nó biết trước phải làm bao nhiêu, nó biết khối lượng công việc, như ở cái bài ví dụ này thì ở đây thì nó biết trước là phải may 1.200 bộ quần áo, đúng không? Biết trước khối lượng công việc. Và cái này là không biết làm bao nhiêu công việc, nhưng cái này là biết trước là bao nhiêu. Em mà lộn hai cái này thì nó rất là buồn cười. Biết buồn cười như thế nào không? Bởi vì á, khi gặp dạng này em sẽ gọi công việc là 1, gọi công việc là 100%. Nhưng mà qua bài này em mà gọi công việc là 100% là 1 đấy, thì người ta sẽ nghĩ là ơ, người ta kêu thằng may 1.200 bộ, thằng may có 1 bộ, thằng ngáo à. Đó là sự khác biệt, em hiểu không? Được chưa? Ok, nhớ là phân biệt cho kỹ nha, đừng có mà lộn tùng phèo giữa hai cái này, loạn cào cào lên chết luôn đấy. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên, và anh sẽ làm về cái phần vòi nước trước. Ok, thì nếu mà bạn nào nãy có xem về ví dụ về cái bánh ăn trong bao nhiêu ngày năng suất không hiểu ấy, thì cũng đừng lo, bởi vì trong lúc làm bài tập anh sẽ nhắc đi nhắc lại về cái đấy. Ok, anh sẽ nhắc cho mấy đứa hiểu thì thôi. Và hiểu là một chuyện, là một kỹ năng. Ok, và để làm thành thục nó thì nó lại là một level khác. Thì sau buổi hôm nay anh đảm bảo luôn mấy đứa sẽ làm thành thục lên hẳn 2 bậc luôn. Ok, uy tín. Rồi ví dụ một bài là hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Hai vòi này cùng chảy vào một bể, và không biết cái bể đấy là bao nhiêu ml, không biết là độ sâu, độ cao là bao nhiêu ml, không cần biết. Tôi chỉ biết là vòi nước cùng chảy vào bể thôi. Đó chính là dạng làm chung làm riêng đấy, hai vòi. Ok, gì nhỉ, bể cạn không có nước. Rồi thì sau 4 phần 5 giờ đầy bể. À, lưu ý nhá, 4 phần 5 là gì? Đây là một hỗn số nhá. Một hỗn số thì em hãy hiểu là 4 cộng với cả 4 phần 5. Đừng có ông nào nghĩ cái này là 4 nhân 4 phần 5 là chết tôi luôn. Đấy chưa? Hỗn số là viết tắt của một số tự nhiên cộng với một phân số thôi, không có gì cả. Rồi thì sau 4 phần 5 thì đầy bể. Sao người ta không cộng luôn cho mình luôn? Người ta thích ghi này. Người ta thích vậy đấy, cho mấy đứa non nó sai. Ok,
Có nghĩa là cả hai vòi cùng chảy vào thì sau 4 cộng 4,5 giờ thì đầy bể, ok. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất 9 giờ và sau đó mở vòi thứ hai sau 6,5 giờ nữa thì đầy bể. Nếu ngay từ đầu hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu đầy bể? Ok, khá là dễ. Bài này siêu cơ bản. Rồi anh sẽ giải cho các em thấy là bài nó dễ đến cỡ nào. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đổi là 4 phần 5 bằng 4 cộng 4 phần 5 là bằng nhiêu nhỉ? Ra số luôn đi, đúng không? 4 x 5 là 20, 20 cộng 4 là 24 phần 5 bằng 24 phần 5 giờ. Đó, đổi ra số luôn. Ở bên này thì người ta hỏi gì? Hỏi là nếu từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu đầy bể? Thì ở cái dạng này á, em hãy gọi cái thời gian nha, nhớ là phải gọi thời gian. Thời gian cái thằng ấy làm một mình, thời gian vòi 1 chạy một mình và thời gian vòi 2 phải chạy một mình, đúng không? Chúng ta phải có sự tự túc chứ, suốt ngày làm chung mãi sao được, đúng không? Làm phải tự túc. Gọi thời gian vòi 1 chạy một mình, chạy một một mình đầy bể thì đầy bể là x. Ok, vòi 2 tương tự vậy, gọi thời gian vòi thứ hai chạy một mình đầy bể là y. Ok, anh gạch như này là em cũng phải hiểu nhá, anh gạch này là đi thi gạch theo chết luôn. Rồi x y lớn không, điều rất cơ bản là phải số dương, bởi vì thời gian và âm là chết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lập cho anh một cái bảng về công việc này, năng suất trước nha. Năng suất anh ghi ns là năng suất, thời gian là tg, ok tg, còn công việc anh sẽ ghi là cv, được không? Anh ghi này có hiểu không? Anh sẽ ghi lui đây để có bảng để làm phần sau. Năng suất này thời gian này, công việc này. Đó, mình sẽ có cái bảng nhỏ như này. Và đây mình sẽ có hai vòi đúng không? Là vòi 1 và vòi 2. Ok, lập ra cái bảng nhỏ thôi. Mình sẽ gọi cả công việc là 1, gọi cả công việc. Bởi vì mình đâu biết là cái bể cao bao nhiêu ml đâu, đúng không? Nên mình sẽ gọi cả công việc. Nghĩa là gọi gì nhỉ? Gọi cả công việc hai cái vòi phải chạy vào bể đầy là 1. Đấy, cả công việc hai vòi chạy đầy bể là 1. Đó, công việc của nó là phải chạy vào đầy bể mà. Được không? Công việc là 1. Công việc là 1. Mình chỉ cần đi tính cái năng suất này thôi. Thời gian thì chắc chắn thời gian mình sẽ gọi nó là x. Thùng bánh ăn trong x ngày, năng suất sẽ là 1 chia x, sẽ ghi là 1 phần x, chứ ghi 1 chia x quê lắm. Ở đây, công việc 1 thùng bánh, thời gian ăn trong y ngày, thì năng suất sẽ là 1 chia y. Đó, 1 chia x là gì? Là số nước đổ vào, đây đơn vị là giờ đúng không? Số nước đổ vào sau 1 giờ, số nước vòi 1 đổ vào sau 1 giờ là 1 phần x. 1 phần y là số nước vòi 2 đổ vào sau 1 giờ. Đấy, ok. Rồi, vậy thì bây giờ mình chả cần quan tâm, mình không cần quan tâm, mình chỉ cần quan tâm đến một thứ, đó chính là thời gian mà tụi nó chảy vào bể là bao nhiêu lâu. Quan tâm đến đó thôi. Ví dụ như là tôi có năng suất, tôi biết năng suất, tôi có tất cả luôn. Vòi 1, năng suất là 1 phần x, là thợ là cái số nước tụi nó đẩy vào bể sau 1 giờ. Được chưa? Vậy sau 2 giờ, đây là số nước sau 1 giờ. Số nước sau 1 giờ. Đây, tôi nói cái này phát mấy đứa kiểu gì cũng hiểu luôn này. Số nước sau 1 giờ đúng không? Vậy là số nước sau 2 giờ là nhiêu? Có phải là 2 phần x không? Số nước sau 3 giờ là nhiêu? 3 phần x. Được không? Dễ hiểu mà đúng không? 1 giờ thì 1 x, 2 giờ thì 2 phần x và 3 giờ là 3 phần x. Em chỉ cần lấy số giờ em nhân vào năng suất thì sẽ ra, được chưa? Chỉ ra số nước vào bể thôi. Rồi,
bây giờ mình chỉ cần quan tâm này, thì cả hai vòi cùng chảy thì sau 4 thì sau 24/5, cứ như là 4 4/5 là 24/5 ấy, thì sau 24/5 giờ cùng đẩy, cùng cùng đầy. Nghĩa là cả hai vòi cùng chảy đúng không? Hai vòi cùng chảy này. Thì sau 24/5 giờ để đầy. Thì có nghĩa là đố em biết vòi 1 chảy trong bao lâu? Vòi 2 chảy trong bao lâu? Cái gì? Không biết à? Cả hai cùng chảy thì sau 24/5 giờ để đầy, thì có nghĩa là vòi 1 chảy 24/5, vòi 2 cũng chảy 24/5 giờ, cả hai cùng chảy 24/5 giờ, đúng không? Vậy thì mình chỉ cần lấy 24/5 mình nhân cho năng suất của nó là 1/x. Đó, em chỉ cần quan tâm đến thời gian nó chảy thôi. Rồi, lấy đây là vòi 1 chảy này. Rồi, tiếp tục vòi 2 thì sao? Cũng là 24/5 giờ thì lấy 24/5 nhân 1/y đấy. Trời ơi, dễ ơi là dễ ơi. Rồi, thì đầy bể thì là 1, là hoàn thành công việc. Chốt. Nếu mà nó chỉ kêu là chạy xong 24/5 giờ thì được một nửa bể thì sao? Một nửa bể thì đây sẽ là 1/2, đúng không? Nhưng mà đây là bể đầy sẽ là 1, 100% là 1 đấy. Ok, tiếp tục lý luận này. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và sau 9 giờ đây thì nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai. À, có nghĩa là lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất rồi mở vòi thứ nhất trong 9 giờ. Vậy thì vòi thứ nhất chảy trong bao lâu? Chảy trong 9 giờ đúng không? Vòi thứ nhất sẽ chảy vào 9 giờ rồi tôi mới mở cái vòi thứ hai vô. Cái vòi thứ hai này chảy trong bao lâu? Vòi thứ hai chạy trong 6/5 giờ đấy. Nhưng mà lúc đấy vòi thứ nhất chạy 9 giờ này. 9 giờ sau, vòi thứ hai mở vô. Rồi, sau 6/5 giờ nữa thì bể đầy. Đúng không? Vậy thì vòi thứ nhất chạy tất cả bao nhiêu giờ? Có phải là 9 giờ đầu tiên nó chạy rồi lại cộng với cả 6/5 giờ, cả hai cái cùng chạy không? Hiểu không? Quá là dễ hiểu đúng không? Rồi, cái em sẽ ghi lại cái đề nhá. Nếu mở vòi 1, mở vòi 1 9 giờ, 9 giờ. Đấy, 9 giờ rồi. Mở vòi 2, mở vòi 2. Sau mở vòi 2 thì sau 6/5 giờ nữa đầy bể. Thì 6/5 giờ đầy bể, cái này em ghi lại cái đề thôi, không có gì cả, ghi lại cái đề nhá. Giờ đầy bể. Đó, thì em sẽ suy ra được cái gì? Thời gian, em chỉ cần quan tâm đến cái thời gian nó chạy vào bể thôi. Ở đây vòi 1 nó đã chạy được 9 giờ thì là 9 nhân với 1/x năng suất 9 nhân 1x. Rồi tiếp tục nó chạy vào 9 giờ nhưng mà nó lại chạy thêm 6/5 giờ cùng với vòi 2 mà, đúng không? Chứ đâu phải là mở vòi 1 vào 9 giờ xong rồi tắt vòi 1 đi rồi mở vòi 2 6/5 giờ đâu. Không. Mở vòi 1 9 giờ rồi cả hai cùng vào 6/5 giờ nữa. Đấy, vậy là vòi 1 nó phải cộng thêm 6/5 giờ nữa nhân với 1/x. Đó, cứ lấy thời gian nhân năng suất. Thời gian nhân năng suất. Ok. Rồi vòi 2 thì sao? Vòi 2 năng suất là 1/y. Vòi 2 chạy trong bao lâu? Vòi 2 ông ấy trốn mất 9 giờ thì ông ấy chỉ chạy trong 6/5 giờ thôi. Thì 6/5 nhân 1/y. Có đầy bể không? Đầy bể thì là 1. Ok. Rồi, đầy bể là 1. Rồi, đây là 1 và đây là 2. Từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Đó, và chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình này rất là dễ thôi. Đó, các em thấy không? Bài đầu tiên sẽ giải rất là kỹ. Nhưng mà qua bài thứ hai mình sẽ tăng tốc nhá, để cho các em lên. Đây là cái bài 1, chúng ta phải hiểu sâu. Bài 2 là phải từ hiểu sâu lên bước mới, đó chính là bước kỹ năng. Ok. Khi nào chúng ta đạt đến cái trình độ một bài này chỉ giải trong 2 phút là ok. Đấy, nó còn dễ hơn cả giải hình chữ nhật nữa. Rồi, từ 1 và 2 mình sẽ có hệ phương trình là gì? Hệ phương trình của nó sẽ là 24/5 nhân 1x, 24/5 nhân 1/y. Ok. 24/5. Đổi 24/5 ra số thập phân đi cho các em đỡ sợ đúng không? Lấy cái máy tính đã. Rồi.
Giờ 24 phần 5 mà anh đổi ra số thập phân là bao nhiêu nhỉ? 24 phần 5 mà đổi số thập phân thì là 4,8. Thì đừng ghi đấy, ghi 4,8 đi đấy, nhìn số dễ hơn không? 4,8 nhân cho 1 phần x. Rồi, cộng 4,8 nhân 1 phần y. Ok. Bằng 1. Rồi đến đây có ai mà không biết giải hệ phương trình không? Đến đây có ai mà không biết giải hệ không? 9 9 nhân 1 phần x cộng 6 phần 5 nhân 1 phần y. À, cộng cái này em chỉ cần cộng hai số lại cho nhau thôi, cộng số đằng trước vào nhau thôi nha. Giống như là 9 cái kẹo cộng với 6 phần 5 cái kẹo ấy, được không? 6 phần 5 mình đổi ra là nhiêu? Có phải là 1,2 không? Đúng không? 1,2, 9 cộng 1,2 là nhiêu? Cái này là 9 cộng 1,2 là nhiêu? Là 10,2 đúng không? Nghĩa là 10,2 nhân 1 x rồi cộng 6. Đây ghi 6 phần 5 nữa mà ghi hãy ghi là 1,2 nhân 1 phần y đi bằng 1. Đó, cái này là cái 2 đây đi. Đề cái này vào đây thôi. 10,2 nhân 1 phần x cộng cho 1,2 nhân 1 phần y. Có ai đến đây mà sợ không dám làm không? Sợ cái này là quá non luôn. Nói thật với các em mà ai mà sợ cái này là quá non. Bởi vì nó quá dễ mà sợ. Đúng không? Cái này chung 1 phần x, 1 phần x rồi. Cái này chung 1 phần y, 1 phần y rồi. Thì thực chất thì nó chính là x, chính là y thôi. Mà nó thay 1 phần x thành là x, kiểu vậy. Giờ cái này mình cộng lại số cho nhanh nhá, cộng lại số đi. Cộng lại số này theo em là sẽ nhân cho ở đâu? Sẽ nhân cho số thấp đúng không? Đây là 4,8 này, 1,2 này. Em thử lấy 4,8 em chia 1,2 xem ra nhiêu. 4,8 chia 1,2 ra 4 đúng không? Vậy là em chỉ cần nhân cho hai vế ở đây với 4 thôi. Nhân 4 ở đây. Nhân 4 vô này, nhân 4 ở cái dưới nha. Cái trên thì mình giữ nguyên 4,8 nhân 1 phần x cộng cho 4,8 nhân 1 phần y bằng 1. Cái này giữ nguyên này. Cái dưới thì mình nhân 4, 10,2 nhân 4 là nhiêu? Cái này anh sẽ đồng máy cho chắc ăn thằng mấy đứa trên non chết. 40,8 40,8 nhân 4 rồi đấy. Nhân 1 phần x. Rồi, 4,8 à, 1,2 mà nhân 4 là ra 4,8 đúng không? 1,2 nhân 4 là ra 4,8 nhân 1 phần y. Rồi, bằng cái này nhân 4 thành 4 nha. 1 nhân 4 là 4. Ok, đến đây mình sẽ xóa phần trên này đi để giải cho dễ đúng không? Cây nhỉ, bảng nhỏ thế nhỉ. Rồi, lấy dưới trừ trên nhé. Lấy dưới trừ trên cho ra số đẹp. 40,8 mà trừ cho 4,8 là nhiêu? 40,8 mà trừ cho 4,8 4,8 nó sẽ bằng 36 đúng không? 40,8 trừ cho 4,8 lấy dưới trừ trên thì nó sẽ còn là 36 nhân cho 1 phần x. Rồi 4,8 nhân 1 phần y trừ 4,8 nhân 1 phần y là hết. 4 trừ 1 là còn 3. Ok. Đến đây thì 36 nhân 1 phần x bằng 3 là x bằng mấy? Để ở dưới thì em ghi lại gì cũng được. Đây x bằng mấy nhỉ? 36 chia x bằng 3 x bằng mấy? 36 chia cho số nào bằng 3? Biết không? 36 chia 12 x bằng 12 chứ còn gì nữa. Không thì ship xôn, non quá thì ship xôn. Không thì nhẩm như anh. 36 chia bao nhiêu bằng 3? 36 chia 12 bằng 3. Rồi. Còn y bằng nhiêu nhỉ? Y thì mình lấy cái nào đây? Lấy cái này cho dễ đúng không? 4,8 nhân cho 1 phần x thì đừng ghi được x nữa, ghi là 1 phần 12 đi. Rồi cộng 4,8 nhân cho 1 phần y bằng 1. Rồi đến đây sẽ dễ dàng suy được là x bằng 12 và y bằng nhiêu? Y bằng nhiêu nhỉ? Xíp số đi, đúng không? Cái này lừa ai có thì xíp số được, đến đây được với xíp số rồi. Biết xíp số không đây? À, hay lại cần chỉ nữa. Chết luôn. Chỉ hết nhỉ? Cứ phải chỉ thôi. Rồi 4,8 nhân 1,2 ghi y chang vô. Rồi cộng 4,8 nhân cho 1 phần x, 1 phần y thì giờ em máy tính này không ship số được y đâu, em sẽ ghi là 1 phần x nhá. Rồi bằng 1 đó. Rồi ship zone, nó hỏi x bằng nhiêu ấn bằng đi. Đợi tí nhá, máy tính này cùi bắp quá chứ máy tính em nó loát nhanh lắm. Máy này nó chậm.
cực kỳ chậm luôn, anh ghét ghê luôn. Rồi, xếp số ra x bằng y bằng 8, ok. Rồi, kết luận. Vậy, nó hỏi gì? Nhớ đề bài nó hỏi gì nhỉ? Nó hỏi là vòi 2 chạy một mình thôi đúng không? Em ơi, kết luận là vậy. Nếu mở vòi 2 chạy một mình thì sau 8 giờ thì sẽ bể đầy. Tự kết luận nha. Ok, được, rất là dễ. Bài đầu tiên anh sẽ giải rất là kỹ, qua bài sau sẽ chuyển qua tốc độ. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua dạng kỹ năng. Ok, kỹ năng nha, phần kỹ năng đấy sẽ làm tốc độ cao hơn một xíu để cho các em xem có theo kịp không nhá. Nếu mà theo kịp chứng tỏ chúng ta chùm về cái dạng này rồi đấy. Nếu mà chùm về cái dạng này thì ra lớp thể hiện ngay thôi. Rồi, gì đây? Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn thì bể sẽ đầy trong. Từ từ ấy, cái đề này nó phiền phức quá. Anh sẽ đọc câu cuối trước. Hỏi nếu mở rộng, hỏi nếu mở riêng từng vòi thời gian đầy bể bao nhiêu, thấy chưa? Toàn hỏi cái đấy thôi. Toàn hỏi nếu mở riêng từng vòi thời gian trong bao lâu thôi. Nghĩa là nó muốn xem cái thực lực của mỗi đứa, nó muốn hỏi riêng từng đứa. Vậy thì đơn giản thôi đúng không? Gọi thời gian vòi 1 y bài nãy chạy một mình, chạy riêng dùng từ riêng nó ngay nghe hay hơn là dùng từ một mình như vừa nãy đúng không? Dùng từ một mình như vừa nãy người ta lại chê thằng này học văn kém. Gọi thời gian vòi 1 chạy riêng đầy bể rồi riêng thì đầy bể là x. Ok, tương tự gọi thời gian vòi 2 chạy riêng thì đầy bể là y. Và đây xy phải lớn không? À đây xy đơn vị là gì nhỉ? Xy đơn vị là giờ nhá. Xy đơn vị là giờ. Thấy có phút rồi kìa. Ok, thấy có phút. Nhưng mà mình sẽ đổi hết từ giờ cho anh. Bởi vì phút mà em giờ mình đổi phút ra số mấy trăm, số to lắm. Ok, giờ mình sẽ đổi đơn vị như là trẻ con học đề, học đổi đơn vị thôi. 1 giờ 20 phút thì đổi bao nhiêu giờ? Giờ đổi đơn vị này, 1 giờ 20 phút ghi còn gọn, còn có chỗ đúng không? Đổi đơn vị chỗ nào còn gọn nhỉ? Đây đi, 1 giờ 20 phút thì là bằng bao nhiêu giờ? Có biết đổi không? Có biết đổi không? Đây thì bằng bao nhiêu giờ thì đây là giờ rồi. 1 giờ thì là 1 giờ rồi đúng không? 1 giờ thì là 1 giờ. 20 phút là bao nhiêu giờ? 20 phút thì anh chỉ cần lấy 20 chia 60, hay lấy phút chia cho 60 sẽ là giờ. 20 chia 60 là 1/3. Vậy thì 1 cộng với cả 1/3, 1 giờ này cộng 20 phút là cộng với 1/3 giờ nữa này. Đấy là nó sẽ bao nhiêu? 4/3 giờ đúng không? Nó sẽ là 4/3 giờ. Ok, thì có đơn vị 12 phút nữa kìa. 10 phút kìa, 12 phút kìa. 10 phút thì là bao nhiêu? Đổi đơn vị nhá, 10 phút. 10 phút thì lấy 10 phút chia 60 thì nó sẽ là 1/6 giờ đúng không? 10 chia 60 là 1/6. 12 phút, 12 chia 60 là nhỉ? Hình như là 5 à? 1/5 giờ đúng không? 12 phút sẽ bằng 1/5 giờ. Chia 60 thôi. 12 chia 60, 1/5. Rất dễ. Rồi bây giờ kỹ năng này, kỹ năng lập cho anh cái bảng năng suất, thời gian, công việc. Rồi gọi công việc đầy bể là 1 đúng không? Thì em thích gọi cũng được mà em không cần gọi chẳng sao đâu. Rồi vòi 1 nói câu nghe thừa nhỉ. Rồi vòi 2 nói câu trên đá mặt mình vậy. Ok, công việc là 1 này, 1 này. Thời gian chạy riêng bể vòi 1 là x này. Thời gian chạy riêng đầy bể vòi 2 là y này. Năng suất chắc chắn sẽ là 1/x à. Năng suất chắc chắn sẽ là 1/y. Có năng suất, có tất cả. Rồi, ok. Chép cái đề bài vô. Chép đề bài vô. Gì đây? Cả hai vòi cùng chảy đầy bể trong 1 giờ 20 phút, đúng không? Cả hai vòi cùng chảy đầy bể. Đấy, ghi đề bài vô thôi. Chép đề, bé tập chép. Cả hai vòi cùng chạy cả hai vòi cùng chạy ghi cái gì đây cả hai vòi cùng chạy tốc độ nào
thì bể đầy trong 1 giờ 20 phút. Thì anh đang cố làm sao để viết ngắn nhất có thể. Thì bể đầy trong 1 giờ 20 phút. Tiếng Việt mà đúng không? 1 giờ 20 phút là bằng 4 phần 3 giờ ấy. Ghi này là cười cho mới đổ đơn vị bên trên xong. Dưới lại ghi 1 giờ 20 phút. Đổi lại 4 phần 3 giờ đi. Đấy, tiếng Việt mà em được quyền ghi ngắn hơn, miễn là câu văn là nó vẫn hiểu ý nghĩa được, đúng không? Rồi, thì trong 4-3 giờ nghĩa là vòi 1 chạy bao lâu? 4-3 giờ. Vòi 2 chạy bao lâu? 4-3 giờ luôn. 4-3 thời gian nhân năng suất 1/x cộng 4-3 thời gian nhân năng suất 1/y. Rồi, kể đây bằng 1, rất dễ. Ok, tiếp tục này. Nếu mở vòi 1 trong 10 phút và vòi 2 trong 12 phút, ok, lại càng dễ. Vòi 1 mở trong 10 phút, mở trong 10 phút. 10 phút đừng ghi 10 phút nữa, mới đổi 10 phút ra thành là nhiêu nhỉ? Là 1 phần 6 giờ rồi. Trời đất, đổi ghi 10 phút người ta cười cho. Rồi. Và vòi 2 trong 12 phút là 1 phần 5 giờ. Ơ 1 phần 5 giờ nhưng ghi này chết. Và vòi 2 trong 1 phần 5 giờ. Thì bể đầy nhiêu? Thì chỉ được 2 phần 5 bể nước. Ôi thì càng dễ luôn. Thì chỉ được 2 phần 5 bể nước. 2 phần 15 chứ, bể nước. Rồi vậy thì vòi 1 mở trong bao lâu? 1 phần 6 thì là 1 phần 6 giờ đúng không? Thời gian vòi 1 mở là 1 phần 6 giờ. Thì em lấy thời gian nhân năng suất là 1 phần x. Rồi, xong rồi tắt. Rồi, vòi 2 mở trong bao lâu? 1 phần 5 giờ đúng không? Có phải mở vòi 1 trong 10 phút. À, rồi tắt. Rồi, vòi 2 mở trong 12 phút. Rồi, ok. Thì nó nói cho luôn là thời gian vòi 1 là 1 phần 6 giờ. Thời gian vòi 2 là 1 phần 5 giờ. Đấy, 1 phần 5, 1 phần y. Rồi, thì đây không phải bằng 1 nữa. Bằng 1 là bể đầy. Mà nó cho luôn là bằng 2 phần 15 bể thì bằng 2 phần 15 thôi. Dễ ơi là dễ ơi. Rồi, 1, 2, rồi xong, hệ phương trình. Giải hệ phương trình. Quá dễ. Phấn bụi quá. Phấn bụi. Mô xa loại phấn, phấn bụi quá. Rồi, giải hệ phương trình thôi. Cái hệ phương trình này nó lại dễ hơn là ăn kẹo nữa đúng không? Đấy, bởi các em phải chắc. Làm hệ phương trình là phải chắc đó nha, thì mới làm được. Giải hệ phương trình đến giờ này còn ấp a ấp ống thì chết rồi. Rồi, có biết giải hệ này không? Hay là lại để tôi phải giải đây, lại để cái ông già này phải giải đây. À, giới trẻ 2K7 biết giải hệ này không? Cộng nhân à gì? Cái gì à? Cộng vế là vế đúng không? Cộng lại số. Thì ở đây mình sẽ nhào. Đây em để ý là 1 phần 6 đi. Với cả 4 phần 3. Giờ em theo em là 1 phần 6, em nhân với số nào để ra 4 phần 3? 1 phần 6 nhân với số nào để ra bằng 4 phần 3? Bố biết. Trẻ con nó cũng biết. Chỉ cần lấy 4 phần 3 chia 1 phần 6 thôi. Cái này ai sẽ biết đúng không? 4 phần 3 chia 1 phần 6 là ra 8. À, nghĩa là 1 phần 6 nhân 8 là ra 4 phần 3. Ok. Vậy thì em sẽ nhân cho cái dưới với 8. Được không? Rất là dễ đúng không? Dễ ơi, dễ ơi. Sao nó lại dễ như thế này? Cái trên giữ nguyên nhá. Cái trên giữ nguyên. Cái dưới nhân 8. 8 x 1 phần 6 ra 4 phần 3. Ok. 8 x 1 phần 6 ra 4 phần 3. Nãy mới tính. Tập trung vào nhá. Đừng có ngủ quên. Đừng có thấy dễ quá mà ngủ quên nhá. Trời ơi. Rồi 8 x 1 phần 5 thì ra 8 phần 5 thôi. 8 x 1 phần 5 thì sẽ ra 8 phần 5. Nhân 1 phần y. Rồi 8 x 2 phần 15. 8 x 2 là 16 luôn. Ra 16 phần 15. Rồi đến đây thì các em sẽ như nào? Trừ vế là vế. Ở đây em sẽ trừ dưới cho trên nhé. Bởi vì cái số này lớn hơn 1 nên là anh ghét số âm lắm. Nên anh sẽ trừ dưới cho trên. 4 phần 3 nhân 1 phần x trừ 4 phần 3 nhân 1 phần x là hết. 8 phần 5 trừ 4 phần 3 là nhiêu? Bấm máy đi. 4 phần 15 ra 4 phần 15. 8 phần 3, à 8 phần 5 trừ 4 phần 3 ra 4 phần 15 nhé. Này, không tin thì show kết quả. Đấy, thấy chưa? Ok, thấy không? Đấy, ra 4 phần 15 đàng hoàng nhé. Đừng có... Thế nên các em không cần phải bấm lại đâu. Anh bấm chính xác lắm. Rồi, 16 phần 15 mà trừ đi 1 là nhiêu?
16 phần 15 trừ đi 1 là còn 1 phần 15. Cái này anh nhẩm được, cái này anh làm được, cái này tôi làm được. Ok, cái này dễ, nhẩm dễ. 1 thì sẽ là 15 phần 15 đúng không? Dạy cách nhẩm luôn. Đấy. Rồi cùng mẫu số 15, lấy 16 trừ 15 còn 1 phần 15. Chọc trẻ con mà. Rồi ra dưới thì mình ghi lại một cái bất kỳ, nhưng mà anh lười ghi nên thôi. Cái này sẽ dễ dàng ship xôn ra y đúng không? Nhưng mà cũng chả cần phải ship xôn. Đúng không? Chả cần ship xôn, nhìn phát ra y mới đố biết. 15 này, 15 này. Đúng không? 15 15 nhìn thấy chữ tiêu được rồi. Rồi, bây giờ chỉ còn 4 chia y bằng 1 thì 4 chia mấy bằng 1? 4 chia 4. Không thì mấy đứa non thì ship xôn đi. Đúng không? Mấy đứa non thì ship xôn đi, thử ship xôn thì không biết là có đúng là y bằng 4 không nữa. Bằng 1 phần 15. Rồi, ship xôn này. Ship xôn. Rồi cho 4 thì cho dò ra nhanh. Đấy, thấy chưa? Tôi nhận chỉ có chính xác 100% thôi. Rồi, y bằng 4. Ok. Y bằng 4 thì đến đây là hết bảng rồi. Đúng không? Nên là anh sẽ chơi đẻ một tí. Các em không được chơi như anh đâu, bởi vì các em đâu phải dùng bảng đâu, các em dùng bút, các em gạch xóa, các em trừ điểm. Ở đây ghi là 1 phần x, đừng ghi 1 phần x nữa, bởi vì, mình cần tìm x mà, nhéo. Đừng ghi 1 phần y nữa, hãy ghi là 1 phần 4 đi. Rồi, mình ship xôn để tìm x, đúng không? 4 phần 3 nhân 1 phần x. Ship xôn cái này. Đấy, tìm ra x rồi. Ship số này thì nó x rồi, thế y bằng 1 phần 4 rồi. Đáng lẽ phải dùng thế ở bước này đúng không? Mà tại anh hết bảng, các em phải hiểu nha. Chứ đừng có mà như này, đang đi thi mà xóa chữ y đi ghi 4 ở đây là tôi cũng đến thần kinh mất. Chết luôn đấy, được không? Rồi, bằng 1 rồi ship số, x cũng mấy nhỉ? Chắc chắn x cũng là một số khá đẹp thôi. Rồi, máy cùi, loạn hồi lâu, x bằng 2. Vậy thì mình sẽ kết luận là vậy nếu thời gian vòi 1 chạy riêng đầy bể là 2 giờ. Thời gian vòi 2 chạy riêng đầy bể là 4 giờ. Dễ. Non. Ok, bài khá dễ. Cho gì khó hơn đi ạ. Đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ không làm bài vòi nước nữa, mình sẽ làm bài về công việc. Công việc vòi nước như nhau, đúng không? Xem đề em nào. Một thợ à không không. À đúng rồi. Hai thợ săn cùng làm công việc thì trong 16 giờ thì xong. Ok, ông hai thợ săn làm gì ta? Ông thợ săn làm gì 16 giờ mới xong vậy? Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Nếu làm riêng mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu? Ôi, cũng quá dễ. Gọi thời gian làm riêng mỗi mình đúng không? Gọi thời gian làm riêng mỗi mình thôi. Gọi thời gian làm riêng riêng của thợ săn. Thợ săn 1. Thợ săn 1 là x. Đó. Gọi thời gian làm riêng của thợ săn 2 là y. Rồi bây giờ sẽ làm như cái máy xem các em có hiểu nhá. Làm như cái máy này. Rồi thời gian là x y. Ok, lập bảng năng suất. Thời gian công việc đấy, bắt đầu ấy. Thằng nào mà tua, ông nào mà tua 2.0 lên thì khỏi nghe không phải luôn. Công việc chắc chắn sẽ là 1. Thời gian của ông thợ săn 1. Đây là thợ săn 1 này. Ở dưới là thợ săn 2 này. Đấy. Thời gian thợ săn 1 là x. Công việc 1 y. Rồi cái này 1 phần x. Cái này 1 phần y. Rồi có năng suất, có tất cả. Ok, ghi lại cái đề vô. Nếu hai cả hai làm chung. Nếu cả hai làm chung thì xong bao lâu? Trong bao lâu? Thì hoàn thành công việc trong 16 giờ. Làm lâu thế? Thì hoàn thành trong 16 giờ. Đấy, ghi lại cái đề vô. Rồi thì suy ra đi. Nghĩa là người 1 làm 16 giờ đúng không? 16 nhân 1 phần x. Thời gian nhân năng suất. Rồi người 2 làm 16 giờ, 16 nhân 1 phần y. Rồi hoàn thành công việc thì là 1. Ok. Rồi ok, nếu mà người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Ok, nói rõ như vậy rồi thì quá dễ. Nếu người 1, đây người 1 làm bao nhiêu giờ đây?
làm 3 giờ và làm 3 giờ. Và người 2 và người 2 làm 6 giờ. 6 giờ thì 25% công việc. 25% công việc. 25% là nhiêu? Có biết bấm máy đổi 25% ra nhiêu không? Đây, chị cho luôn. Này, bấm 25 vô. Rồi 25% này. Đấy bằng. Chết. Bằng. Nó là 1/4 đúng không? 1/4 thôi. Thì người thứ nhất làm 3 giờ thì là 3 nhân 1/x. Người thứ hai làm 6 giờ thì cộng 6 nhân 1/y. Ờ dễ thế. 25% thì đổi thành là 1/4. Xong. Bắt buộc phải đổi nha. Đổi 25% là 1/4. Là 1/4 công việc ấy. Bởi vì em quy công việc là 1 mà. Nếu mà em muốn để đây là 25 thì đây phải là 100. Hiểu không? Thì luôn là cái đề bản cái kiểu luôn. Đây sẽ là 100 thì lúc nó loạn cào cào lên thì thôi bỏ bỏ nhá. Đổi ra phân số của tôi. Được chưa? Rồi đây từ 1 2 có hệ phương trình. Đấy, các em theo kịp không? Kịp chứng tỏ là các em lên trình rồi đấy, lên trình rồi đấy. 16 nhân 1/x cộng 16 nhân 1/y bằng 1. Rồi đây là 3 nhân 1/x cộng 6 nhân 1/y bằng 1/4. Rồi. Đấy, anh làm như cái máy dọc không? Rồi, 3 nhân bao nhiêu ra 16? 3 nhân bao nhiêu ra 16 biết không? 3 nhân bao nhiêu ra 16 nhỉ? Lấy 16 chia 3. 16 chia 3 sẽ ra là 16/3. Cái này anh làm nhanh chứ không phải anh tôi nhanh anh nhỉ. Sẽ nhân cho cái này với 16/3. Ok. Hiểu không? Dễ mà đúng không? 3 nhân 16/3 sẽ bằng 16. Vế trên anh sẽ giữ nguyên. Rồi, vế trên giữ nguyên. Anh làm nhẹ nhàng lắm. Rồi, dưới thì 3 nhân 16/3. 3 nhân 16/3 sẽ ra 16/1 đây. Rồi, 6 mà nhân với 16/3 là nhiêu? 6 nhân 16/3. Không nhất thiết là em phải nhân cho số đẹp đâu, em nhân cho phân số cũng được, đúng không? 6 nhân 16/3 sẽ ra 32, thấy không? 6 nhân 16/3 ra 32. Rồi. 1/4 nhân 16/3 ra nhiêu? 1/4 nhân 16/3 sẽ ra 4/3, ok. Rồi đến đây trừ vế là vế. Đây là trừ dưới ở trên đi. Để dưới số to hơn mà. Dưới số to hơn. Trừ dưới dưới. Dưới ở trên rồi. 32 trừ 16 là còn 16. Ok. 4/3 mà trừ 1 là nhiêu? Là còn 1/3. Đúng rồi, 1/3. Cứ tưởng nhầm sai cơ. Rồi, mình sẽ ghi lại một cái bất kỳ nhưng mà thôi. Em tự ghi. Cái này y bằng nhiêu nhỉ? Y sẽ bằng nhiêu? 16 nhân 1/y bằng 1/3 là y bằng nhiêu? 16 nhân 1/x thì bằng 1/3. Rồi ship zone. Ship zone. Có vẻ như là nó sẽ ra số không được đẹp cho lắm nhỉ? À không, ra số đẹp. X bằng 48. Hên. Đúng là bài đơn giản có khác. Số đẹp. Đơn vị là giờ đúng không? Rồi. Nếu hai ông làm chung trong 16 giờ, cái ông này mà làm một mình thì phải làm trong 48 giờ, 48 giờ là 2 ngày, ông làm gì trong 2 ngày ta? Rồi, giờ em thế x bằng 48 vào đâu? X bằng 48 vào đây, thế vào đây luôn, đúng không? Tìm ra y. Đấy, anh thế nhanh vào đây tìm ra y luôn nhá. Ship zone đi. 16 nhân 1/48 cộng 16 nhân 1/x bằng 1 rồi ship zone. Cái này anh làm nhanh luôn đi. Tại nãy anh ship zone em xem rồi mà đúng không? Nên y là nhiêu? Y là 24 giờ. Rồi kết luận. Vậy thời gian làm thợ săn là một là một mình là trong 48 giờ. Thời gian làm riêng của thợ săn 2 là trong công việc là trong 24 giờ. Xong. Rồi. Non. Bài thôi non. Ok. Ok, và để cho các em cảm giác như là thật là tự tin, chinh phục mọi thử thách, thì anh sẽ cho các em làm một cái đề tuyển sinh của đề Vĩnh Phúc. Ra câu này anh giải trong livestream rồi. Mà anh biết là trong livestream 2 tiếng là bọn nó lười, nó không xem. Thậm chí là xem đến cuối tụi nó mệt, tụi nó ngủ luôn cơ. Nhưng thôi anh giải đây nhá. Giải đây thì anh biết là tụi nó nhìn cái tổng thể có vẻ đẹp trai hơn, có vẻ tụi nó sẽ xem nhiều hơn. Lý luận giải thích hay không? Chỉ vì đẹp trai nên tụi nó sẽ xem nhiều hơn, chứ không phải là tại bài hay. Rồi, tự tin quá.
Hai đội công nhân A và B làm chung một công việc thì dự định hoàn thành trong 12 ngày. Thôi bài dài quá, hỏi xem cái câu cuối này. Với năng suất ban đầu thì mỗi đội làm một mình trong bao lâu? Đấy. Gọi thời gian làm một mình của đội A là x. Gọi thời gian làm riêng đội A. Hoàn thành xong, xong đi, dùng xong đi. Đội A xong là x. Rồi gọi thời gian làm riêng của đội B xong là y. Ở đây chắc chắn x, y phải lớn không rồi. Rất là dễ. Rồi tiếp tục, mình có cái bảng năng suất. Thực ra thì nếu mà không có bảng năng suất này thì các em phải trình bày gọi công việc là một, rồi là thời gian là x, nên là suy ra năng suất là 1 phần x. Nhưng mà như vậy thì rất là mất thời gian, nên mình lập cái bảng để cho nhanh đấy. Ok. Công việc 1. Công việc 1. Rồi, công việc 1 là 100% nhá. Nói là N đấy, đội A này, đội B này. Thời gian đội A là x, thời gian đội B là y. Năng suất sẽ là 1 phần x, năng suất đội B là 1 phần y. Ok. Rồi giờ mới là bước quan trọng này. Đây là năng suất ban đầu nhá, năng suất đầu tiên đấy. Tí nữa sẽ thay đổi năng suất. Nếu làm chung thì hoàn thành trong 12 ngày. Vậy thì đội A làm 12 ngày, đội B làm 12 ngày. Ok. Nếu làm chung thì xong trong 12 ngày. Thì có nghĩa là gì? Đội A làm 12 ngày thì là 12 nhân 1 phần x. Đội B làm 12 ngày thì là 12 nhân 1 phần y. Thời gian nhân năng suất thì hoàn thành công việc là 1. Thời gian nhân năng suất ra công việc. Công việc đội A làm, công việc đội B làm 12 ngày, công việc đội A là trong 12 ngày. Và cả hai đứa cùng làm thì sẽ xong công việc. Ok. Giải thích một phép tính bằng tiếng Việt. Hy vọng là mấy đứa hiểu. Thực ra mấy đứa hiểu từ mấy bài trước rồi cơ đúng không? Giải thích lại chi nhỉ? Khi làm chung được 8 ngày này, giờ mới phức tạp này. Khi làm chung được 8 ngày thì đội A được điều đi làm việc khác. Ui, thằng này trốn à? Trốn. Ôi. Nghĩa là khi làm chung được 8 ngày. Cái đề giải của anh sẽ tự ghi cái đề lại nhé. Anh chỉ viết công thức rồi. Khi đội A làm trong 8 ngày. À, khi gì? Khi làm chung được 8 ngày. Vậy thì làm gì? 8 nhân 1 phần x. Rồi cộng cho 8 nhân 1 phần y. Nghĩa là cả hai cùng làm trong 8 ngày. Đúng không? Thì bây giờ là sao? Thì thằng A trốn. À không phải nó trốn mà nó điều đi làm việc khác. Nói vậy oan cho nó quá. Đội B tiếp tục làm việc còn lại. Và từ khi mà đội B làm một mình ấy, thì nó đã cải tiến lên. Úi dồi sao nó không cải tiến từ ban đầu đi. Thôi. Thì nó sẽ cải tiến lên. Năng suất tăng gấp đôi. Úi dồi. Năng suất tăng gấp đôi. Năng suất đang là 1 phần y. Đúng không? Giờ năng suất tăng gấp đôi sẽ là nhiêu? 2 phần y. Ok. Năng suất, đây năng suất lúc sau này, năng suất tăng gấp đôi này. Và nó sẽ hoàn thành trong công việc trong 8 ngày tiếp theo. Có nghĩa là năng suất tăng gấp đôi, nó làm trong 8 ngày thì là 8 nhân 2 phần y. Ui, tưởng thế nào? Dễ rồi. Nó thì xong công việc, vậy xong là 1. Các em có thấy thất vọng về cái dạng này không? Các em thấy có vẻ dài, có vẻ khó, nhưng mà lại dễ. Dài, dễ, ấy, hay, đúng không? Thôi cho luôn này, hệ phương trình đi, tại này anh làm trong live stream rồi. Cái giờ hệ này cũng giải trong live stream rồi mà. Thôi anh giải lại đi, sợ mấy đứa lười vào live stream. Cái này em phải chép lại cái đề nhá, chép lại cái đề. Rồi em suy công thức này. Thì cái này sẽ làm cho em mất thời gian cho lúc làm bài thi tuyển sinh đấy. Người ta cố tình tạo ra đề dài làm gì? Đọc đề mất thời gian. Viết lại như này mất thời gian đấy. Hết thời gian là cuối luôn. Rồi. Ghi lại ra 12 nhân 1 phần x cộng cho 12 nhân 1 phần y. Nói phép 8 nhân 1 phần x cộng cho 8. Cái này là 8 nhân 2 là 16 đúng không? Em lấy 8 cộng cho 16 là nhiêu? 8 cộng 16 là 24. Ok. À, chết rồi. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi.
nên là anh phải bấm máy thôi. Đi làm một tối làm clip nên là 8 cộng 16 phải bấm máy một xoay một ly đi một dặm. Sợ làm lại clip lắm. Rồi đến đây thấy 24 gấp đôi 12, dễ dàng nhân 2 ở 2 vé đúng không? Ở đây nhân 2 lên thành 24 này, 24 nhân 1 x này. Cái trên nhân 2, cái này 12 nhân 2 là cộng 24 nhân 1 y. Đó, nhân 2 cho giống số 24 này. 1 y. Rồi, 1 nhân 2 là bằng 2. Rất dễ. Rồi, 8 nhân 1 x cộng 24 nhân 1 y bằng 1. Rồi, đến này làm nhói tại anh làm rồi. Trừ vế là vế. 8 trừ 24 trừ 8 là còn 16 đúng không? 16 nhân 1 x bằng 2 trừ 1 là bằng 1. Rồi 16 chia mấy bằng 1? 16 chia 16 đúng không? Đây là x bằng 1. Rồi dễ dàng x bằng 1 thì em thế đây vô thì y sẽ bằng nhiêu của có sai thì x bằng 1 ta. À x bằng 16. 16 chia 16 bằng 1 chứ. X bằng 16. Ok. Cứ tưởng mình lú, trong cơn mơ anh là làng tiên cá, lúc tỉnh dậy anh bị lú, thơ không có vần, sorry. Ngáo à, ngáo. Rồi ship son thế x bằng 16 vào đây rồi em ship son ra y luôn xem bằng nhiêu. Đấy, đây là cách làm nhanh. 16 này ship son này y nhiêu nhỉ, y nhiêu 40 à? Phải không đây? Phải không nhỉ? Cái đúng không nhỉ? 40 rồi. Ok. Không biết đáp án 40 đúng không đâu. Nhưng mà các em có thể kiểm tra lại giúp anh nhé. Anh mệt rồi. Đúng rồi. Thì sau khi xem xong bài này em có thể thấy là khá là dễ đúng không? Cái dạng này khá là dễ. Và nếu mà đi thi cuối kỳ, à đâu, giữa kỳ chúng ta có cái dạng như này, đi thi tuyển sinh gặp cái dạng như này thì xúc ơi, ngon quá, còn gì điểm nằm trong tay không, điểm là trong giấy. Ok rồi, bye bye.